Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, liên quan đến hình ảnh logo rắn ngậm phong bì trong lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế vừa diễn ra, đại diện Bộ Y tế cho biết đã mời Cục An ninh Chính trị, Nội bộ, Bộ Công an điều tra làm rõ, bước đầu xác định sai lệch là do cán bộ kỹ thuật và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót. Ngoài ra, hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế tại hội trường buổi lễ, tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi này cũng gặp lỗi sai tương tự. Trên thực tế thì logo của Bộ Y tế có bố cục hình tròn, phía trên của 1/4 hình tròn là cờ đỏ sao vàng quốc kỳ Việt Nam, thể hiện sự trang trọng quyền uy của cơ quan quản lý nhà nước. 3/4 hình tròn màu xanh đậm, màu chủ đạo của logo, thể hiện sự bình an, tin cậy. Hình tượng con rắn quấn quanh cây gậy là biểu tượng của ngành y đã được quốc tế hóa, màu trắng là màu của ngành y tế. 4 nét hình cung lan tỏa từ trung tâm ra ngoài bao quanh hai bên logo, thể hiện sự thống nhất, liên hoàn của 4 cấp trong ngành y tế từ trung ương, bộ đến tỉnh, thành phố, huyện, quận, xã, phường. Chữ Bộ Y tế tiếng Việt và tiếng Anh được sắp xếp hợp lý trong tổng thể của bố cục. Logo Bộ Y tế mang biểu tượng khúc chiết về ý tưởng nội dung, mạch lạc và giản dị trong hình tượng, dễ nhận biết và rất Việt Nam khi giao dịch quốc tế. Chuyển sang thông tin khác, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ 114 trong tổng số 310 trạm y tế không có trưởng phó trạm vào thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng chống dịch COVID-19 tháng 10 năm 2021, nay chỉ còn 67 trên 310 trạm. Trong nỗ lực cải thiện, đầu tư nâng chất y tế cơ sở, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định sửa đổi chức danh đối với lãnh đạo, quản lý ở y tế cơ sở, trong đó có chức danh trưởng trạm y tế. Với quyết định này, từ 114 trong tổng số 310 trạm y tế trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh không có trưởng phó trạm. Vào thời điểm cả thành phố căng thẳng chống dịch COVID-19 tháng 10 2021, đến nay chỉ còn 67 trong số 310 trạm không có trưởng phó trạm. Tính đến hết tháng 8 2022, ngành y tế thành phố cũng tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng để chuyển đổi trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã có 43 trạm y tế được nâng cấp. Dự kiến thời gian tới sẽ có 146 trạm y tế được nâng cấp. Bước vào năm học 2022-2023, Lai Châu đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng công tác dạy học. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trên địa bàn, nên ngành giáo dục gặp khá nhiều khó khăn, thiếu nhất là tình trạng giáo viên ở các cấp học, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh và giáo viên tin học. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn tại huyện Sìn Hồ. Năm học này, trường liên cấp Sa Dê Phìn, xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu được thành lập trên cơ sở sát nhập hai trường giữa trường tiểu học và trung học cơ sở. Năm đầu tiên triển khai môn tin học và tiếng Anh của lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều khó khăn do có nhiều điểm trường cách xa nhau. Giáo viên bộ môn triển khai chương trình mới thiếu, cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác giảng dạy, nhất là bộ môn tin học thiếu thốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy học của nhà trường. Các phòng chức năng của nhà trường vẫn còn thiếu về giáo viên, thì vẫn còn thiếu so với quy định. Hiện tại thì nhà trường được phòng giáo dục và đào tạo cấp cho nhà trường một cái phòng tin với lại 21 máy. Đấy. Trong khi đó nhà trường nó có 3 điểm trường, có một phòng tin rất chi là khó khăn trong cái công việc là học sinh di chuyển để học tập. Bước vào năm học mới, toàn ngành giáo dục huyện Sìn Hồ có 64 đơn vị trường mới với hơn 25.000 học sinh, nhưng huyện chỉ có 9 trên 20 trường tiểu học có phòng tin học. Cùng với đó, bộ môn tin học còn thiếu trên 10 giáo viên và gần 20 giáo viên ở môn tiếng Anh. Việc thiếu về cơ sở vật chất cũng như giáo viên đang đặt ra một vấn đề lớn cho các nhà trường, đòi hỏi ngành giáo dục huyện biên giới Sìn Hồ phải triển khai các biện pháp cấp bách để đảm bảo tốt công tác dạy học ngay từ đầu năm học. Phòng giáo dục và đào tạo cũng đã có những cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên, nhất là đối với lại giáo viên tiếng Anh và tin học để dạy cái chương trình lớp 3. Đó là phòng giáo dục thì cũng đã điều động, tham mưu ủy ban huyện là điều động những giáo viên ở nơi thừa đến nơi thiếu, hoặc là ở nơi thiếu ít đến nơi thiếu nhiều. Cái thứ hai nữa, phòng giáo dục cũng rà soát và giao nhiệm vụ cho giáo viên tiếng Anh, tin học của cấp trung học cơ sở dạy kiêm nhiệm môn tiếng Anh và tin học của cấp tiểu học. Hiện toàn tỉnh Lai Châu còn thiếu hơn 1.300 biên chế so với định mức, trong đó tập trung nhiều ở bậc mầm non và trung học cơ sở. Giải pháp tạm thời đang được ngành giáo dục tỉnh thực hiện
là luân phiên chuyển giáo viên bộ môn ở nơi thiếu ít sang nơi thiếu nhiều, hợp đồng ngắn hạn giáo viên ở bộ môn thiếu. Tuy nhiên, nguồn tuyển các bộ môn này ở Lai Châu đang gặp rất nhiều khó khăn vì không có hồ sơ dự tuyển, đặc biệt là môn tiếng Anh. Vì vậy, đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục cần có những định hướng và chế độ ưu tiên đặc biệt nhằm thu hút các giáo viên có tâm huyết, yêu nghề, cống hiến lâu dài cho những vùng khó khăn như Lai Châu. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết để kích cầu thu hút khách, công ty sẽ triển khai chương trình khuyến mãi 5.000 vé giảm giá 30% trên các đoàn tàu của công ty trong tháng 10. Các đội tàu khuyến mãi gồm hành khách đi tàu SE3, SE4, SE7, SE8 vào các ngày đầu tuần, có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên và vào các ngày cuối tuần cự ly từ 500 km trở lên. Tàu SE21, SE22 có cự ly từ 400 km trở lên. Tàu SNT1, SNT2 có cự ly từ 250 km trở lên. Tàu SPT1, SPT2 có cự ly từ 150 km trở lên. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày được giảm 30% giá vé. Cụ thể, giá vé tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chỉ từ 180.000 đồng một vé, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng từ 336.000 đồng một vé, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội từ 627.000 đồng một vé. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng giảm từ 5 đến 40% giá cho cá nhân mua vé xa ngày đi và giảm giá 14% cho tập thể mua vé trước 20 ngày, giảm thêm 10% cho sinh viên học sinh nhập học. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, năm nay tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 441.219 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tại, tình hình buôn lậu đường về Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Qua khảo sát các quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện lượng khách đến hát giảm gần 70% so với trước thời điểm các vụ hỏa hoạn xảy ra. Gắng gượng để duy trì, nhiều quán karaoke đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Tại Hà Nội, hiện đang là thời gian cao điểm, lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng chống cháy, chữa cháy tại các quán kinh doanh dịch vụ karaoke. Kết quả bước đầu cho thấy có tới 58% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động. Đợt cao điểm kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 tới. Sau đó, cơ quan công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các cơ sở kinh doanh karaoke gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều cơ sở karaoke khi đi vào hoạt động vẫn không tuân thủ nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Tại thị trấn Ngọc Lặc, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không có hệ thống cảm ứng và chuông báo cháy, không có lối thoát nạn thứ hai, hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Đây cũng là những lỗi cơ bản mà các cơ sở kinh doanh karaoke thường mắc phải. Có một số hạn chế của hệ thống báo cháy. Thì bây giờ chúng tôi đang trong thời gian hoàn thiện, lắp đặt một số, nên chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng tuần tới là sẽ đi vào hoạt động. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang phối hợp cùng các cấp chính quyền rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, đảm bảo xong trước ngày 30 tháng 9 và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên, sau các đợt cao điểm, việc duy trì thường xuyên công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các đơn vị cấp xã, cấp huyện vẫn còn khó khăn. Cái khó khăn thì để mà tổ chức thường xuyên là không có đủ lực lượng. Bởi vì về mặt quản lý nhà nước tại địa phương thì phòng văn hóa là cơ quan chủ trì về hoạt động kinh doanh karaoke. Thế nên là thông thường thì một năm thì chỉ tổ chức được các cái chuyên đề theo đợt. Còn tổ chức thường xuyên hàng tuần là không thực hiện được do mỏng về lực lượng. Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 862 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Từ ngày 16 tháng 8, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng chống cháy nổ. Sau hơn một tháng triển khai, đã kiểm tra được 276 cơ sở, trong đó đã buộc tạm dừng hoạt động 107 trường hợp, xử phạt gần 345 triệu đồng. Lỗi phổ biến là không có lối thoát hiểm thứ hai. Đấy, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị và xử lý phạt tiền và tạm đình chỉ, thì nếu các cơ sở không khắc phục các cái tồn tại hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra thì chúng tôi sẽ kiên quyết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép và
dừng các cái hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các cơ sở tiếp tục cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy cháy. Cùng với việc ra quân, chấn chỉnh của lực lượng chức năng, mỗi người dân, đặc biệt là chủ cơ sở, cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ trong kinh doanh và sử dụng dịch vụ karaoke. Nga tăng pháo kích thành phố Ukraine vừa giành lại. Nga pháo kích dồn dập cả ngày lẫn đêm vào thành phố Kupiansk, nơi Ukraine giành lại hơn một tuần trước, khiến người dân ở đây phải sơ tán. Xe chở các hộ gia đình Ukraine ngày 18 tháng 9 nối đuôi nhau rời khỏi Kupiansk khi lực lượng Nga sử dụng hỏa lực pháo binh để tìm cách ngăn chặn đà phản công của Ukraine ở phía đông bắc đất nước. Người dân Kupiansk cho hay họ buộc phải rời đi vì Nga pháo kích suốt ngày đêm vào thành phố mà Ukraine vừa giành lại một tuần trước. Đạn pháo liên tục rót xuống trung tâm thành phố và các làng mạc xung quanh. Chiến dịch phản công chớp nhoáng đã giúp Ukraine tái kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Kharkov, giải phóng ít nhất 300 khu dân cư trong vòng vài ngày. Quân đội Nga rút quân khỏi nhiều địa điểm chiến lược, tập trung lập phòng tuyến mới trên bờ đông. Sông Oskil, cách thành phố Izium khoảng 16 km. Kupiansk, thành phố có ngã ba đường sắt chiến lược, nằm ở hai bên bờ sông Oskil. Thành phố trở thành chiến tuyến mới sau khi quân đội Ukraine vượt sông ngày 16 tháng 9. Họ đang tìm cách tiến sâu vào tỉnh Lugansk, nơi lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn từ tháng 6. Người dân ở Kupiansk cho hay họ được yêu cầu sơ tán sau khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Thành phố hiện không có điện, nước và mạng viễn thông chập chờn. Tỉnh trưởng Kharkov cáo buộc Nga pháo kích một bệnh viện ở làng Strelechia, khiến 4 nhân viên y tế thiệt mạng và 2 bệnh nhân bị thương nặng. Cơ sở y tế này đang trong quá trình sơ tán và nhân viên đang chuyển bệnh nhân ra ngoài thì bị tấn công. Nga chưa phản hồi về cáo buộc này. Nhiều xe buýt ngày 18 tháng 9 chở dân thường từ Kupiansk tới thành phố Shevchenkovo ngoài tầm bắn của pháo binh Nga. Những người khác tự sơ tán bằng phương tiện riêng. Chúng tôi đã ngồi trong hầm suốt 2 ngày. Không thể cứ mãi như thế được nên chúng tôi quyết định rời đi. Valery Prihoko nói, cho hay anh và người nhà chạy khỏi Kupiansk và không biết nên đi đâu. Giao tranh rất ác liệt. Quân đội Ukraine gần đây mở đợt phản công chớp nhoáng tại tỉnh Kharkov, vùng đông bắc nước này, tuyên bố tái kiểm soát 6.000 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 9. Bộ Quốc phòng Anh hôm 17 tháng 9 nhận định Ukraine đang tiếp tục chiến dịch ở vùng đông bắc, trong khi Nga đang thiết lập tuyến phòng thủ giữa sông Oskil và thành phố Svatov của tỉnh Lugansk. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đánh giá Ukraine lật ngược tình thế sang hướng có lợi cho họ, song cuộc phản công hiện tại không thể kết thúc chiến sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 9 tuyên bố cục diện chiến trường về cơ bản không thay đổi và quân đội Nga không muốn hành động vội vã. Ông nói Nga tiến quân chậm, song có tính hệ thống và từng bước kiểm soát nhiều phần lãnh thổ hơn. COES sẵn sàng tăng lượng dầu thô hiện ở mức 2,8 triệu thùng mỗi ngày theo hạn ngạch của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC bất cứ khi nào thị trường cần. Khẳng định trên được Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí COES đưa ra ngày hôm qua. Ngoài ra, theo quan chức trên, COES hiện sản xuất 18,4 triệu mét khối khí mỗi ngày và có kế hoạch nâng con số này lên 1 tỷ mét khối. Ngoài ra, COES cũng sẵn sàng nâng sản lượng dầu thô khi thị trường cần, nhưng hiện tại nhu cầu của các khách hàng của tập đoàn dầu khí COES vẫn ổn định. Cũng theo quan chức này, các thị trường khí đốt và dầu mỏ trên thế giới hiện nay vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh vẫn có những hoài nghi về triển vọng kinh tế toàn cầu. Hôm 13 tháng 9, OPEC đã giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng dầu mỏ toàn cầu trong năm 2022 và 2023. Theo đó, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ tăng 3,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2022 và 2,7 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2023. Tại hội nghị bộ trưởng lần thứ 32 diễn ra vào đầu tháng này, OPEC và các đối tác, còn được gọi là OPEC cộng, đã quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô ở mức 100.000 thùng mỗi ngày trong tháng 10 năm 2022. Trung Quốc đã tăng cường chi tiêu vào than khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nguồn năng lượng trong nước sụt giảm và giá nhiên liệu toàn cầu tăng. Điều này làm dấy lên lo ngại các chính sách của nước này có thể cản trở cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, nhưng nước này đã cam kết đạt đỉnh về lượng khí thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.
Một số báo cáo cho biết tổng lượng khí thải carbon ở Trung Quốc đã giảm trong 4 quý liên tiếp gần đây do kinh tế sụt giảm. Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng vào mùa thu năm ngoái, Trung Quốc vào mùa xuân đã yêu cầu các nhà sản xuất than bổ sung thêm 300 triệu tấn công suất khai thác trong năm nay, tương đương với sản lượng than trong một tháng ở trong nước. Giới chuyên gia cho biết giá năng lượng quốc tế tăng vọt do cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường sản xuất than trong nước, khiến nhập khẩu than trong nửa đầu năm nay đã giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Bảng xếp hạng các tỷ phú của Bloomberg vừa chứng kiến sự xáo trộn khi người sáng lập, giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Amazon Jeff Bezos để mất ngôi vị người giàu thứ hai thế giới vào tay ông trùm kinh doanh Ấn Độ Gautam Adani. Đây là lần đầu tiên một tỷ phú châu Á được xếp hạng cao như vậy trong danh sách của Bloomberg, vốn từ lâu đều do các doanh nhân công nghệ phương Tây thống trị. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ Elon Musk, chủ hãng xe điện Tesla, vẫn duy trì ngôi vương người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ 260 tỷ đô la Mỹ. Theo Bloomberg, tỷ phú Adani chỉ mất chưa đầy 10 tháng để leo lên vị trí thứ hai sau khi bắt đầu năm 2022 với vị trí thứ 14. Tuy nhiên, khối tài sản 146,9 tỷ đô la Mỹ của ông Adani vẫn thấp hơn nhiều so với khối tài sản của tỷ phú Musk. Tập đoàn Adani điều hành một loạt lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cảng và than, đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cổ phiếu của một số công ty thuộc tập đoàn đã tăng hơn 1.000% kể từ tháng 6 năm 2020, phản ánh sự lạc quan của giới đầu tư về sức mạnh của tập đoàn này trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo mà Thủ tướng Narendra Modi ưu tiên phát triển. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, ông Adani đã vượt qua nhà tài phiệt Ấn Độ Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á. Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập mới đây đã thông báo sẽ tăng phí quá cảnh lên 10-15%, bắt đầu áp dụng từ tháng 1 năm 2023 để đối phó với tác động của lạm phát toàn cầu hiện nay. Theo tuyên bố chính thức của STA, phí quá cảnh sẽ tăng 15% áp dụng với mọi loại tàu và 10% với tàu hàng rời và tàu du lịch. Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định phí quá cảnh qua kênh đào Suez là giá cước trung bình của nhiều loại tàu khác nhau. Trong khi đó, giá cước vận tải, đặc biệt với tàu container, đã tăng mạnh và liên tục trong những tháng gần đây, cao hơn nhiều so với giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19. Kênh đào Suez là tuyến hàng hải chiếm khoảng 12% trao đổi thương mại toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp ngoại tệ chính cho Ai Cập. Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc mới đây đã thu nhận được một số kết quả phân tích dựa trên dữ liệu đầu tay mà tàu Thiên Vấn 1 gửi về từ sao Hỏa. Đáng chú ý là việc phát hiện dấu tích của nước trên hành tinh đỏ. Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, nhưng nước này đã cam kết đạt đỉnh về lượng khí thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Một số báo cáo cho biết tổng lượng khí thải carbon ở Trung Quốc đã giảm trong 4 quý liên tiếp gần đây do kinh tế sụt giảm. Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng vào mùa thu năm ngoái, Trung Quốc vào mùa xuân đã yêu cầu các nhà sản xuất than bổ sung thêm 300 triệu tấn công suất khai thác trong năm nay, tương đương với sản lượng than trong một tháng ở trong nước. Giới chuyên gia cho biết giá năng lượng quốc tế tăng vọt do cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường sản xuất than trong nước, khiến nhập khẩu than trong nửa đầu năm nay đã giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Thiếu phân bón trên toàn cầu do các lệnh trừng phạt Nga, cộng thêm thời tiết xấu và việc cắt giảm xuất khẩu đã ảnh hưởng đến người nông dân ở nhiều nước, đặc biệt là ở châu Phi. Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn, những người làm nông ở Uganda đã tìm ra một giải pháp thay thế bền vững đầy triển vọng, đó là sử dụng phân bón hữu cơ. Anh Joseph Kwagodoma sở hữu một trang trại ở Kayuga, miền trung Uganda, giống như nhiều nông dân khác trong khu vực. Anh Kwagodoma phải chật vật đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt, đặc biệt là phân bón cho vườn rau, cà phê và chuối của mình. Do đó, anh đã tìm đến một giải pháp hiệu quả hơn. Điều thôi thúc tôi chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ là giá phân bón hóa học tăng cao. Các khoản tiền thu được từ vụ trước đã được trang trải gần hết cho nhu cầu sống, nên khi bước vào vụ gieo trồng mới, bạn không còn tiền để mua phân bón cho khu vườn của mình. Việc sử dụng phân bón hữu cơ đang tạo ra một làn sóng mới ở Uganda, dẫn đầu bởi một công ty có tên Marula Protein, sử dụng ấu trùng của rùa lính đen để biến chất thải hữu cơ thành phân bón.
Vì chiến tranh và các lệnh cấm vận, tổng lượng phân bón hóa học đã bị sụt giảm 30-40%. Các thị trường như châu Âu, Brazil hay Mỹ thường được ưu tiên hơn, còn thị trường châu Phi luôn gặp rất nhiều khó khăn. Đây chính là cơ hội cho phân bón hữu cơ của chúng tôi. Chúng tôi dạy người nông dân cách sử dụng phân hữu cơ và quản lý trang trại của họ theo cách hữu cơ hơn. Đến thời điểm này, thị trường phân bón hữu cơ ở châu Phi còn rất màu mỡ. Những người nông dân như anh Wagodoma ngoài được hưởng lợi từ vườn trái cây tốt tươi với chi phí thấp, còn có thêm thu nhập từ việc bán các ấu trùng rùa lính đen. Trên hết, cuộc khủng hoảng phân bón đang tạo ra một sự chuyển mình bền vững cho nông nghiệp của châu Phi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.